quay trở lại với Bạch Tuyết Channel Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình chở con gái với lại bạn của con gái đi chơi ở thành phố San Francisco. Luôn tiện đây mình cũng muốn quay phim chia sẻ đến cho cả nhà mình. Nếu bạn nào chưa đến San Francisco thì mời các bạn trải nghiệm cùng mình hôm nay nha. Khi nói đến thành phố San Francisco thì có rất là nhiều người biết đến. Và hôm nay mình sẽ quay một trong hai cây cầu mà nổi tiếng ở thành phố San Francisco. Đó là cây cầu Bay Bridge, nối liền từ thành phố Oakland với lại thành phố San Francisco, nằm ở vùng vịnh của hai thành phố này. Và bây giờ chuẩn bị qua cầu nên mình dùng cái fast track này để mình trả tiền cầu. Khi mình chạy qua thì cái máy họ scan vô trong cái cục fast track này, mình không cần phải dừng xe lại. Cây cầu này thuộc miền Bắc tiểu bang California. Và mình đang ở chân cầu bên đây. Mình phải lái xe mất 10 đến 12 phút thì mới qua được tới chân cầu bên kia. Cây cầu này cũng khá là dài. Và đặc biệt buổi tối họ mở đèn lên rất là đẹp. Sau 10 phút lái xe thì bây giờ mình cũng qua được tới chân cầu bên đây. Xa xa những cái tòa nhà cao tầng đó là thuộc thành phố San Francisco. Khi mình đi du lịch tới thành phố San Francisco, mình nhớ là mang áo lạnh, tại vì thành phố này lúc nào cũng gió, lạnh và sương mù.
Giờ mình bắt đầu vô thành phố San Francisco. Yeah, we both walk around for coffee, shopping. I just helped my friend when she opened the business. She have a business here in San Francisco. San Francisco thì rất là nhiều đường một chiều và đặc biệt là có rất là nhiều tòa nhà. Đường thì không có rộng lắm. Mọi thứ thì ở đây rất là đắt so với những thành phố lân cận. Mỗi khi qua đây thì mình tìm chỗ đậu xe rất là khó. Đặc biệt là những cái khu mà đi bộ đông người thì tìm không có ra luôn. Cho nên hôm nay mình sẽ chạy vòng vòng xa cái trung tâm tí xíu để mình tìm chỗ đậu xe. Sau khi chạy vòng vòng một hồi thì mình cũng đã tìm được chỗ đậu xe, nhưng mà mình phải trả tiền. Đây là cây cột đồng hồ giờ. Khi mà mình đậu xe vào thì mỗi một chiếc xe có một cây cột như vậy để mình trả tiền. Và mình sẽ dùng tiền sen giống như vậy, tức là mỗi một cái này là 25 sen, 4 cái là 1 đồng. Và trước đó ông xã mình cũng đã bỏ mấy đồng vào đó rồi, mình chỉ bỏ thêm. Thì tổng cộng cái số giờ mình bỏ vô là 31 phút. Sau đó thì mình sẽ bỏ tiếp. Và mình cũng đã thả con gái xuống chơi với mấy người bạn của nó rồi. Bây giờ tụi mình đi kiếm chỗ mua cà phê uống. Thì chỗ đậu xe của mình hôm nay gần khu người Hoa. Thành phố San Francisco có rất là nhiều người Hoa sinh sống và làm việc tại nơi đây. Và giờ mình sẽ qua bên kia để mình mua cà phê Starbucks uống. Giờ thì mình trên đường về nhà để tìm chỗ cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Muốn cho tụi nó ăn ở bên San Francisco, nhưng mà hôm nay tìm không có chỗ đậu, cho nên thôi về khu ở gần nhà ăn luôn.
Dang, we did it all wrong. I thought we were done for right there, but then no. Mấy đứa nhỏ nó muốn ăn poke koma, nên giờ mình dẫn cho tụi nó vô đây ăn. Thì đồ ăn ở đây đặc biệt là cá sống, trộn với cơm, trứng cá, rong biển, gừng, hành, có rất là nhiều loại trộn với nhau. Mình thích ăn như thế nào thì mình order cái đó. Đây là menu nước uống của họ. Ngoài ra thì họ có bán những cái loại đồ ăn chính dành cho những ai mà không ăn được đồ sống thì mình có thể order. Giờ mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn thương yêu và ủng hộ. Chúc cả nhà luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại với cả nhà video tiếp theo. Bye bye!